Ngân hàng Nhà nước vừa thông báo sẽ dời lịch tổ chức đấu thầu vàng miếng sang sáng ngày mai 23 tháng 4 thay vì hôm nay. Mục tiêu là nhằm tăng nguồn cung và ổn định thị trường vàng ở trong nước. Chị Điều Anh này, vì sao lại dời lịch đấu thầu? Vì rõ ràng chúng ta cũng có nhớ với nhau là tuần trước thì Ngân hàng Nhà nước cũng đã có thông tin rằng là đầu tuần này sẽ tổ chức. Vâng ạ, nguyên nhân được ở bên phía Ngân hàng Nhà nước đưa ra đó là hiện nay không có đủ số lượng thành viên đăng ký dự thầu và chuyển tiền đặt cọc theo đúng với quy định. Và theo quy định thì các đơn vị muốn tham gia đấu thầu sẽ phải chuyển 10% tiền đặt cọc từ ngày hôm trước. Và với mức giá tham chiếu dự kiến thì ước tính các đơn vị sẽ phải đặt cọc trước khoảng 11 tỷ đồng. Hiện Ngân hàng Nhà nước đã gửi thông báo trực tiếp đến 15 tổ chức tín dụng và doanh nghiệp đủ điều kiện để tham gia đấu thầu vàng trong ngày mai. Theo thông báo thì sẽ có khoảng 16.800 lượng vàng miếng được đem ra đấu thầu trong phiên này. Và đây cũng là lần đầu tiên Ngân hàng Nhà nước tổ chức đấu thầu vàng miếng trở lại sau 11 năm nhằm tăng nguồn cung, góp phần giải quyết tình trạng chênh lệch giữa giá vàng trong nước và vàng quốc tế ở mức cao. Thưa quý vị, sau tuần giảm điểm dứt khoát thì sắc xanh đã trở lại trên thị trường chứng khoán sáng nay với tâm điểm là nhóm cổ phiếu chứng khoán cùng thông tin là hệ thống KRX có khả năng đi vào vận hành đầu tháng 5. Phân tích chi tiết xin được kết nối với biên tập viên Phương Nam. Xin chào anh Hoàng Nam và quý vị khán giả. Biên độ tăng của VN Index sáng nay thì dù có phần bị thu hẹp nhưng mà sắc xanh thì vẫn áp đảo trên bảng điện. 2/3 số cổ phiếu trên sàn HOSE đã tăng điểm và nhóm VN30 vẫn phát huy tốt vai trò dẫn dắt. Việc nhiều cổ phiếu được chiết khấu sâu đã kích hoạt một phần dòng tiền vào tìm kiếm cơ hội. Mặt khác thì thông tin về KRX cũng đã tiếp thêm động lực cho thị trường. Và để có thêm thông tin chi tiết về lộ trình vận hành hệ thống KRX thì chúng ta sẽ cùng kết nối với phóng viên Hoài Linh đang có mặt tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh HOSE. Đây cũng là đơn vị chủ đầu tư của hệ thống KRX. Vâng, chị Linh, mùng 2 tháng 5 thì đang là mốc thời gian cả thị trường chờ đợi với hệ thống giao dịch này. Vậy theo như chị tìm hiểu thì kế hoạch lộ trình chi tiết sẽ như thế nào ạ? Vâng, có lẽ là nhân sự của cả cơ quan quản lý nhà nước lẫn các công ty chứng khoán thành viên sẽ không được nghỉ lễ cho kỳ nghỉ lễ 5 ngày sắp tới rồi. Theo văn bản mới nhất từ cơ quan quản lý gửi cho các công ty chứng khoán thành viên về việc chuyển đổi hệ thống chuẩn bị cho ngày vận hành chính thức, thì từ thứ tư tuần này, các khâu kiểm tra lại kết nối, rà soát lại lần cuối sẽ được tiến hành. Dữ liệu giao dịch cuối ngày thứ 6 thì sẽ được chuyển đổi sang hệ thống giao dịch mới KRX. Công tác chuẩn bị, kiểm thử sẽ diễn ra suốt kỳ nghỉ lễ. Và đến thứ 3 tuần sau, ngày 30 tháng 4, sẽ vận hành thử hệ thống giao dịch mới KRX. Và dựa trên tình hình thực tế, thì HOSE sẽ chính thức thông báo triển khai hệ thống mới hay chưa vào cuối ngày. Và nếu mọi việc diễn ra suôn sẻ như kỳ vọng, thì ngày 2 tháng 5 là ngày giao dịch đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ, cũng sẽ chính là ngày KRX được chính thức vận hành. Dạ vâng, theo như chị ghi nhận, thì giới đầu tư và các chuyên gia họ đang kỳ vọng như thế nào về thị trường sau khi mà KRX được vận hành ạ? Vâng, việc KRX được chính thức đưa vào vận hành sẽ tác động lớn tới tâm lý đầu tư trên thị trường. Như trong phiên giao dịch sáng nay thì sắc xanh đã quay trở lại. Sau nhiều năm chờ đợi, nhiều lần lỡ hẹn thì việc KRX chính thức vận hành với một hệ thống giao dịch thống nhất cho toàn thị trường được kỳ vọng sẽ giúp nâng cao thanh khoản của thị trường, rút ngắn thời gian giao dịch về T+0 hay là làm cơ sở cho các sản phẩm mới trên thị trường. Tuy nhiên, trước mắt thì việc KRX Go Live sẽ là một bước tiến lớn trong hành trình nâng hạng của thị trường chứng khoán Việt Nam. Vâng, xin cảm ơn chị Hoài Linh với những cập nhật vừa rồi. Thưa quý vị, phản ứng với thông tin này thì sáng nay ngay lập tức nhóm cổ phiếu chứng khoán cũng đã có phiên giao dịch tích cực và nổi bật trên thị trường. HCM tăng 3,4%, SSI tăng 2,6% hay là FTS thì cũng có nhịp hồi mạnh 5% sau nhịp giảm hơn 15% từ đỉnh. Bên cạnh đó thì nhóm ngân hàng cũng ghi nhận BID, CTG và VPB đóng góp nhiều nhất cho chỉ số chung. Tuy nhiên thì biên độ tăng là không lớn và thanh khoản thì cũng ở mức thấp. Điều này có giúp cho thị trường của chúng ta duy trì được sự phục hồi cho các phiên tiếp theo hay không? Chúng ta sẽ cùng tham khảo góc nhìn của anh Nguyễn Tuấn Anh là nhà sáng lập FinPix. Anh Tuấn Anh đánh giá như thế nào về phản ứng với nhóm chứng khoán buổi sáng ngày hôm nay ạ? Rõ ràng là với cái thông tin và kết quả kinh doanh thì nhóm chứng khoán đã có biến động tích cực. Cái biến động này rất là ấn tượng bởi vì tuần trước chúng ta nhớ rằng là có một cái pha đảm điểm khá là mạnh và có lẽ là cái ngày cuối tuần mọi người đã hồi lại cái tâm lý và đặc biệt là mọi người cũng phải nhớ lại rằng là thực ra cuối cùng chúng ta đầu tư chứng khoán là bởi vì là cái nội tại doanh nghiệp. Nếu mà kết quả kinh doanh tốt, phản ứng được luôn trên giá thì có rõ ràng ở đây là một cái tín hiệu rất là tích cực. Vâng, kết hợp với cả yếu tố thông tin về KRX buổi sáng hôm nay như chúng ta vừa cập nhật đúng không ạ? Theo anh thì những cái động lực như vậy có đủ để cho thị trường có những cái nhịp hồi trong các phiên tiếp theo hay không? Về cái cung cầu ngắn hạn thì ở cái khu vực này khi mà RSI chạm cái vùng daily ở vùng 30 ấy, thì rất là bình thường thì thị trường đang tìm cái mức cái cân bằng nhất định.
Và chúng ta có thể thấy rằng là như phiên sáng nay là chúng ta bắt đầu thấy cái sự phân kỳ trên chặt 1 giờ. Đây là những cái tín hiệu đầu tiên cho thấy là chúng ta đang bước vào một cái nhịp hồi ngắn hạn. Dạ vâng, xin cảm ơn anh Tuấn Anh với những chia sẻ vừa rồi và chúng tôi sẽ còn tiếp tục cập nhật những tin tức mới nhất trên thị trường chứng khoán. Tạm kết phiên sáng nay thì chỉ số VN Index đã tăng gần 8 điểm lên mốc là 1.182,77 điểm, tổng giá trị giao dịch đạt gần 7.000 tỷ đồng. Còn trên sàn Hà Nội thì chỉ số HNX Index tăng 2,2 điểm lên 223 điểm, thanh khoản đạt hơn 38 triệu đơn vị tương ứng là gần 700 tỷ đồng. Thưa quý vị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký chỉ thị số 12 về các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Với nền tảng tăng trưởng kinh tế 3 tháng đầu năm phục hồi tích cực, đạt nhiều kết quả đáng khích lệ. Tuy nhiên thì vẫn còn nhiều khắc thách thức từ yếu tố bên ngoài. Thủ tướng yêu cầu cần tập trung nhiều nhiệm vụ giải pháp, trong đó có việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, lấy đầu tư công là dẫn dắt, kích hoạt và thu hút mọi nguồn lực xã hội. Nhiệm vụ tập trung quyết liệt giải phóng mặt bằng, thúc đẩy tiến độ thi công các dự án được đặt ra cho các bộ ngành địa phương. Đây là một trong ba cây cầu lớn nhất trên tuyến đường bộ mới Nam Định Lạc Quần, tuyến đường bộ ven biển. Đến thời điểm này thì chỉ còn hai nhịp cầu hai bên đang được gấp rút thi công với tổng khối lượng đã đạt khoảng 70% và dự kiến cho đến cuối năm nay thì hạng mục cầu này sẽ hoàn thành. Các dự án giao thông huyết mạch tại tỉnh Nam Định đang được tập trung thi công 3K4 kíp. Vì đi qua địa bàn nhiều huyện nên việc giải phóng mặt bằng mất nhiều thời gian. Xác định đây là nút thắt lớn nhất có thể ảnh hưởng đến tiến độ thi công và giải ngân cho các dự án. Chủ đầu tư đã phải tập trung để giải quyết triệt để. Cũng có một số cái vướng mắc về mặt bằng nhưng mà đã được Ủy ban Nhân dân của các huyện và chủ đầu tư tháo gỡ, nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công. Quản lý và đẩy nhanh về tiến độ, vì tiến độ đẩy nhanh được thì mới đẩy nhanh được cái tiến độ giải ngân vốn, xây dựng ngay từ đầu. Những quy trình để nghiệm thu, thanh toán, quyết toán cũng như giải quyết những cái vướng mắc thì khi mà đến đâu là chúng tôi sẽ triển khai ngay để đảm bảo cái tiến độ giải ngân. Để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, Kho bạc Nhà nước đã có văn bản chỉ đạo kho bạc tại các tỉnh, thành phố đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến, tạo thuận lợi tối đa cho công tác thanh toán vốn, phấn đấu thời hạn giải quyết hồ sơ sớm hơn quy định. Đối với lại các khoản mà kiểm soát chi theo hình thức là thanh toán trước kiểm soát sau thì Kho bạc Nhà nước thực hiện tối đa là 1 ngày. Đối với các khoản kiểm soát trước thanh toán sau đó thì theo quy định của Chính phủ là Kho bạc Nhà nước thực hiện kiểm soát chi trong vòng 3 ngày làm việc. Vậy thì phấn đấu hoàn thành cái thời hạn kiểm soát chi sớm hơn quy định. Tính đến ngày 15 tháng 4 vừa qua, lũy kế vốn đầu tư công thanh toán qua Kho bạc Nhà nước đạt hơn 88.000 tỷ đồng, bằng 13,4% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, tăng cả về con số tuyệt đối và tỷ lệ giải ngân so với cùng kỳ năm ngoái. Theo các chuyên gia, việc cập nhật xem xét sửa đổi các cơ chế chính sách hiện hành về quản lý đầu tư công để phù hợp với các bộ luật mới như luật đất đai hay luật đấu thầu cũng sẽ góp phần đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Chỉ thị số 12 của Thủ tướng Chính phủ thì cũng có nhiều nội dung về tập trung hoàn thiện thể chế, triển khai quyết liệt hiệu quả các quy hoạch. Ở trong đó thì Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương chủ trì phối hợp với các bộ cơ quan liên quan, khẩn trương hoàn thiện và trình cấp có thẩm quyền, ban hành cơ chế chính sách mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện và các khách hàng sử dụng điện lớn, mà chúng ta vẫn gọi là cơ chế DPPA trước ngày 30 tháng 4 tới đây. Và hiện nay thì Bộ Công Thương cũng đang lấy ý kiến đóng góp rộng rãi dự thảo nghị định của Chính phủ quy định về cơ chế này. Theo đó, doanh nghiệp sản xuất có thể mua điện trực tiếp từ các nhà máy năng lượng tái tạo, bao gồm gió và mặt trời, có hoặc không qua Tổng Công ty Điện lực Việt Nam EVN. Dự thảo quy định bên mua là tổ chức, cá nhân, dùng điện sản xuất từ cấp điện áp 22 kV trở lên, lượng tiêu thụ bình quân hàng tháng từ 500 kWh. Còn phía nguồn cung ứng là các nhà máy năng lượng tái tạo, điện gió, điện mặt trời, nối lưới, công suất trên 10 MW. Hộ gia đình chưa được mua bán điện trực tiếp. Cơ chế này thì sẽ Bộ Công Thương sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ đánh giá tình hình trên cơ sở là thực tế thì sẽ mở rộng hoặc khuyến khích đối với đối tượng phát điện và với đối tượng khách hàng sử dụng điện lớn. Điện gió, điện mặt trời sẽ là cái đối tượng áp dụng. Và sau khi mà cái cơ chế này tốt thì sẽ mở rộng cho các cái đối tượng năng lượng tái tạo khác. Bộ Công Thương xây dựng mô hình mua bán điện trực tiếp theo hai phương án. Trường hợp tổ chức cá nhân mua điện trực tiếp từ nhà máy năng lượng tái tạo qua đường dây riêng,
họ sẽ không bị giới hạn các điều kiện về công suất, sản lượng, cấp điện áp đầu nối. Hợp đồng mua bán giá điện sẽ do hai bên tự thỏa thuận. Điều kiện duy nhất là các nguồn điện phải nằm trong quy hoạch và có giấy phép điện lực. Với hình thức DPPA, bán qua lưới điện quốc gia, bên mua và bên đàm phán phải thỏa thuận ký hợp đồng kỳ hạn có giá. Giao dịch mua bán sẽ được thực hiện qua thị trường giao ngay, vận hành theo quy định tại thị trường bán buôn điện cạnh tranh của Bộ Công Thương.